Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Hôm nay mình giới thiệu hai cái bộ dàn thuộc phân khúc mini của thương hiệu Sony và Victor. Hai bộ dàn này thì các bác sử dụng trong các cái căn phòng diện tích tầm 15m², các phòng ngủ hay là phòng làm việc. Một bộ dàn là Sony J3MD, cái này thì nhiều bác vừa rồi cũng khá là nhiều bác hỏi về bộ dàn này. Hôm nay em về được bộ dàn J3MD này. Bộ dàn này thì chất âm thì rất là tốt rồi, bát đánh rất lực luôn. J3MD, một bộ dàn của thương hiệu Victor với cấu hình loa 3 đường tiếng, có cổng giải mã quang, chạy cả đĩa DVD, MD chạy ok, FM có cả 1.8 luôn. Cả hai bộ dàn này thì đều có khiển, và sau đây em sẽ đi báo giá luôn hai cái bộ dàn này. Bộ dàn Sony J3MD này vẫn giá như trước là 1.500.000 đồng, bao gồm điều khiển, không bao gồm phí ship. Bộ dàn của Victor này có giải mã quang, chạy đĩa DVD, loa 3 đường tiếng, giá 1.800.000 đồng. Thì sau đây em sẽ đi test qua các chức năng của bộ dàn J3MD này. J3MD này thì em cũng đang được mấy bộ rồi, thì hôm nay có thêm bộ nữa. Thì vẫn là cấu hình bass 12 màng carbon gân phải, zin theo loa là một chiếc đôm. Mặt này là mặt gương bóng, nhôm bóng. Đây, cái căng của loa về đầy đủ luôn. Cái căng này thì em đã làm lại cho nó mới rồi. Và kích thước tổng thể của bộ dàn như sau. Chiều ngang 25, chiều cao là 25, chiều ngang là 49 này. Chiều ngang 49, chiều cao 25 và chiều sâu 24, giá 1.500.000 đồng. Dàn này hoạt động full các chức năng CD, MD cả băng dây luôn. Bác có thể nghe tiếng bass xuống rất sâu luôn. Đĩa CD thì vẫn đọc đĩa ok. MD thì cũng chạy ok. Đĩa thì vẫn chạy tốt. MD thì MD đây, phím Phúc Sơn, phím chuyển kênh ở đây này. Đây, lay là cổng cắm điện thoại. Đây, MD thì vẫn chạy ok. Đấy. Mà đây vẫn đọc đĩa này, băng dây vẫn chạy cả hai chiều. Tôi đang cố gắng. Tape vẫn chạy hai chiều ok. Sắc kiểu tâm cái này mà chỉ nghĩ là bố của ông mà cái này là em sẽ test một chút về cái chất âm bass của cái dòng này. Đây, cái cổng này là cắm trực tiếp điện thoại đây. Chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió. Hôn hút đường tàu, lất phất mưa bay. Ga vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Đây, tổng thể phía sau của bộ dàn. Loa công suất 50W một loa, tổng hai loa 100W, J3MD Sony, made in Japan đây.
đây là điện 100V. Cái này là in bằng nhựa rất là khó nhìn. 100V 56W này. Đấy. Đấy, dây loa các thứ đầy đủ theo đấy. Tổng thể thì còn tương đối là đẹp. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Bộ dàn này có chức năng chỉnh chế độ các chế độ nhạc này, rock pop này, đấy, classic này, đấy. Và một cái chế độ tăng bass DBFB của cái dòng đặc trưng của cái dòng Sony đấy, tăng thêm bass đấy. Và điều khiển để chỉnh full chức năng của cái bộ dàn này. Vâng, và với giá 1.500.000 đồng, các bác có hoạt động đầy đủ các trang CD, MD, băng dây, cổng lấy in cắm điện thoại và một điều khiển chỉnh full chức năng của bộ dàn, có một phím tăng bass và nhiều chế độ nhạc theo máy. Đấy. Giá 1.500.000 đồng không bao gồm phí ship. Đấy. Bác mua hàng thì hãy cho số điện thoại 0961 22 555. Tiếp theo là cái bộ dàn của Victor này. Bộ dàn Victor có kích thước tổng thể như sau. Chiều ngang là 45, chiều cao 23 và chiều sâu 20. Chất âm của cái dòng Victor này thì nó tuy nó là bass 10 thôi nhưng mà bass đánh rất tốt và khỏe luôn. Đấy, màng carbon, gân cao su zin theo loa, một chung giấy, một tép và này tép và thạch anh thôi. Đấy. Nó trông nó nhỏ hơn một loa bên cạnh một tí thôi mà chất âm đem lại thì bass đánh cực kỳ chất luôn. SD ok, MD vẫn chạy ok. Còn kia đây có băng dây nhưng mà nó không hoạt động nữa rồi. Chỉ có các bác nghe ở đây có cái cổng giải mã đây. MD vẫn chạy ok. FM thì có 1-2.7 này. Cái này em chưa cắm dây dàn thì chưa có sóng ạ. AM thì có đầy đủ tần số Việt Nam này. Đây, AUX Digital đây. Đấy. Cổng quang giải mã từ Smart TV. Tổng thể của nó đây. UXQ7 DVD, MD, deck, receiver, Victor, điện 100V, công suất 65W. Đây, cổng quang giải mã ra đây. Đấy, mất ra rút ra mất này. Nó hỗ trợ một cổng quang out và một cổng quang in. Đấy. Đây có cổng cắm AUX để cắm điện thoại qua rắc bung sen này. Đây là đường video ra này. Hiện tại em tắt xe để CD chạy ok rồi. FM AM thì các bác nối cắm dây đây thôi. Loa thì cái này nó hơi bị lấm nem một chút, cái này thì nó chỉ là vết bẩn nhẹ thôi, nó không có gì cả. Không đáng kể gì cả. Những cái vết sứt nhỏ này thì các bác thì nói chung là hàng bãi thì không tránh khỏi những cái vết nhỏ nhặt như này cả. Đấy. Còn đâu cũng nói chung là tổng thể còn đẹp. Đây, AK của loa về vẫn còn đầy đủ luôn. Dàn đầy đủ cả cổng quang luôn. Đấy. Chạy cả đĩa DVD này. Đấy. Đây là đĩa MD chạy ok này. FM đầy đủ này. Đấy. Điều khiển ở đây thì đấy. Có nhiều cái mấy cái chế độ nhạc này. Đấy. Ballad, rock này, pop này, classic này, jazz này. Đấy. Malu chế độ bình thường, ballad bình thường. Chế độ cái dòng của Victor nó có chữ AHB Pro này, chính là cái chế độ tăng sub bass ấy, AHB Pro này, chính là chế độ tăng bass sâu hơn đấy.
các bác test một đoạn nhạc qua lời của cái bộ dàn này. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Chung lối về xóa đến quên luyến áo anh quên lấy. Chất âm rất là hay luôn, lời ca sĩ Trung Bát chắc nên rất tốt. Giá 1.800.000 đồng cho bộ dàn Victor. Bộ dàn này các bác nhìn nó khá là khập khiễng so với cái đầu máy và loa khác khập khiễng, nhưng mà cái model của nó là model theo dàn các bạn. Đấy, QD7 đây. Đây các bác nhìn thấy nó cũng là USP đây, Q7 đây, đây. Q7 đây, đấy. Loa theo dàn chứ không phải là ấy gì cả, đấy. Giá 1.800.000 đồng. Có mua hàng thì hãy cho số điện thoại 0961225255. Xin chào các bác và hẹn gặp lại.